Có nhiêu đó làm ăn cũng xong nữa. Tôi đã nói là tôi không có quen với làm cái chuyện này rồi. Bây giờ lộ tay hết rồi, sắp tới công an mò ra cả đám nó tù hết nè. Anh làm cái gì vậy? Bây giờ tao đi trốn. Tiền này, tiền em nuôi con em mà. Đi đâu tiền của mày? Tao đã nói với mày rồi, thằng Khải nó bị công an bắt. Hai ngày nay công an tới tìm mày đó Trang ơi là Trang. Con biết rồi má, nhưng mà bây giờ không có kịp nữa, con phải đi trốn thôi má à. Mày trốn tới chừng nào? Con mày còn nhỏ, ai lo cho? Má, má giúp con, má lo cho bé xíu giùm con nha. Bây giờ con không thể nào để bị bắt được đâu má. Tao già rồi, sống nay chết mai, làm sao nuôi con mày được? Đây là tài sản cuối cùng của con. Má bán, má mua sữa cho bé xíu giùm con nha. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Má còn đi. Nín lên mặt tường cầu nha. Hồi trước tôi cũng tưởng con Trang nó tự tử, nhưng mà không tìm được xác. Tôi nghĩ nó giả chết để trốn công an. Con của chị Trang mất từ khi nào vậy bác? Từ lúc dịch bùng phát, địa phương có đưa cháu đi bệnh viện nhưng không kịp. Con xin phép thắp cho bé nén nhang. Chiếc nhẫn này là của bé hả bác? Sao to vậy? Của con Trang nó đưa cho tôi trước khi nó bỏ trốn. Nó kêu tôi bán đi để lo cho bé xíu. Nhưng mà tôi chưa kịp bán là tôi đã bị tai nạn rồi. Cũng may là nhờ bà con lối xóm giúp đỡ cho gạo sữa, cho nên tôi nuôi cháu cho tới ngày cháu mất.
tụi con sẽ báo với địa phương để quan tâm bác nhiều hơn. Trường hợp chị Trang có về, bác hãy khuyên chị ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Từ nay chị sẽ sống ở đây, hàng tháng em sẽ phụ tiền thuê phòng cho chị. Chị cảm ơn em, nhưng mà như vậy thì ngại quá. Không có gì đâu chị, hoàn cảnh của chị rất đáng thương. Em đã hỏi bác sĩ rồi, bệnh của chị rất khó để điều trị, sao chị không nhập viện? Cho anh hoạt động đã lâu, tại sao không kêu cư dân chấp hành chuyện đăng ký tạm trú đạm vắng? Nếu họ không đăng ký thì anh phải đăng ký cho người ta. Tôi hiểu ý anh nói gì rồi. Có phải người ở phòng 301 phải không? Tính cô ta kỳ lắm. Lúc đầu tôi tính không cho thuê, nhưng mà vì hoàn cảnh nên cũng tội nghiệp. Anh biết gì về chị ta? Thông qua một người bạn xin cho cô ấy thuê trọ ở đây. Nghe nói cô ấy bị bệnh, có khối u ở trong não, chưa biết sống chết là sao. Chuyện gì ra chuyện đó, anh giúp người là tốt, nhưng mà phải đăng ký tạm trú làm chắc. Tôi muốn nhắc cô ấy rồi, nhưng mà nghe cô ấy nói bị mất giấy tờ, đang nhờ công an ở dưới quê làm lại. Quê cô ta ở đâu? An Giang hay Kiên Giang gì đó, lúc nói này lúc nói kia tôi cũng không rõ nữa. Nếu người ta mất giấy tờ thì anh phải hướng dẫn ra công an phường làm đơn cớ mất, rồi về địa phương nơi cư trú xin cấp lại. Tôi biết rồi, để tôi nói cô ấy. Và tôi cảm ơn anh. Chào anh. Sao lâu quá mới qua thăm em vậy? Nhớ lần này phải thưởng thêm cho em ấy nha. Anh biết rồi, nhưng mà em nhớ phải làm cho anh như lần trước nha. Em đúng là gừng càng già càng cay. Có gì không anh? Tại sao chị ở đây lâu rồi mà không ra phường đăng ký tạm trú làm vắng? À, tại vì tôi bận nên để vài bữa nữa tôi ra. Chị tranh thủ ra phường đăng ký, nếu không là chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt đó. Anh ơi, em điền đầy đủ thông tin rồi nè. Cảm ơn chị. Mới tới hả? Dạ, con mới chuyển tới đây. Mới tới làm gì mà để công an kiếm rồi? Dạ, người ta tới lấy thông tin để đăng ký tạm trú tạm vắng á gì. Ở phòng kế bên hả? Dạ. Hỏi cho biết vậy thôi, chứ mình trộm mình cướp gì đâu mà sợ. Em ơi, xuống chưa? Chào anh. Em ngồi đi.
Người này đang tạm trú khu vực của em quản lý. Cô ta tên Linh. Nhiều lần em có nói cô ta lên phường đăng ký tạm trú tạm vắng, nhưng mà cô ta vẫn không chấp hành. Tại sao không lập biên bản xử phạt hành chính? Chỉ huy có dự định lập biên bản, nhưng xét thấy hoàn cảnh cô ta rất đáng thương. Cô ta bị gì? Em nghe nói cô ta có khu trong não. Được rồi, em bàn giao hết thông tin người này cho tôi. Với lại, phải theo sát cô ta. Vì cô ta có thể là tội phạm bị truy nã. Ủa? Đôi giày mình hay để ở đây đâu rồi ta? Ủa kiếm gì vậy cưng? Dì, dì có thấy đôi giày con hay để ở đây không? Tôi thấy đôi giày dơ quá, tôi giặt tôi phơi ngoài kia kìa. Vậy mà con cứ tưởng là mất rồi chứ. Sao kêu làm văn phòng mà dài dơ bùn đất không vậy? Hôm qua con với sếp ra công trình cho nên là có hơi dơ một chút. Mà nói nghe nè, ở đây á thì an toàn, nhưng mà đường á thì nó nguy hiểm dữ lắm. Con gái con đứa tối đi về là phải cẩn thận nghe không? Cho dù đi làm hay là đi chơi cũng phải cẩn thận. Giày dép thì cũng phải sạch sẽ để người ta nhìn vô mình, người ta đánh giá mình nữa. Hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn dì nghe. Thôi đi làm đi. Dạ. Vậy con sao gì ở đây? Gì gì mày chạy không thoát đâu con. Biến đi. Chạy chạy đi con, chạy đi. Thưởng ở công ty cho nên là trúng được thỏi son này, con tặng gì? Dì cảm ơn con nha. Nhìn màu này chắc hợp với dì á. Dì ở đây lâu chưa? Dì qua đây cũng được mấy tháng rồi. Mà dì làm nghề gì vậy? Sẽ sinh nó ra và tự mình nuôi nó. Chưa chắc cái thứ trong bụng này là con của tao đâu. Trong cái xóm này mày qua lại với biết bao nhiêu thằng. Cái thứ bây giờ ấy, rồi anh sẽ gặp quả báo thôi. Tao cảnh cáo hai mẹ con mày, từ nay đừng bước chân vào nhà tao mà khóc lóc năn nỉ nữa. Tao
chưa từng xem cái thứ trong bụng mày là con của tao đâu. Nó ở phòng nào? Bất ngờ chưa? Anh! Mày tính trốn bằng à? Bây giờ anh không còn cái gì nữa hết. Anh đừng có tìm tôi nữa. Không còn gì của nhau. Tao ở tù hơn 10 năm. Mày ở ngoài này ung dung tự tại, sống sung sướng quá. Bây giờ mày dám nói không còn gì của nhau nữa hả? Chứ bây giờ anh muốn cái gì? Tao muốn tiền. Đó giờ tao đưa mày rất nhiều tiền. Bây giờ tao muốn lấy lại hết. Anh bị điên rồi hả? Bây giờ làm gì có tiền mà đưa cho anh? Tao không cần biết. Tao cho mày 3 ngày để đưa tiền lại cho tao. Nếu không có, tao sẽ báo công an mày đang ở đây. Mày nên nhớ mày đang bị cái gì đó. Còn con này, mày báo công an, tao giết luôn. Vậy có sao không? Hay là để con đi báo công an nha. Đừng, đừng có báo công an. Nhưng mà cái người đó, thật ra người lúc nãy á là bạn trai cũ của dì. Chắc là mới mãn hạn tù về. Ủa, bạn trai cũ là sao hả dì? Sao dì nói với con đó chỉ là khách thôi mà? Chuyện dài lắm. Đã là quá khứ thì hãy để quá khứ dơ bẩn đó ngủ yên đi. Nếu như dì đã không muốn kể thì thôi vậy. Cũng may chiếc nhẫn này hồi nãy không bị ông chú đó lấy đi. Chiếc nhẫn này, đây là chiếc nhẫn mà mẹ của con để lại trước khi mất. Thằng Dũng nó nghiện ngập, xem như đứa bé này không có cha. Con khổ quá à má. Con không có sữa để nuôi con của con. Giờ con không biết làm gì nữa. Mày đi ra chợ huyện coi có việc gì làm không. Đứa bé này để tao giữ cho. Má giữ đứa nhỏ giùm con nha. Đi đâu thì đi nha, không có ghé thằng Khải nha. Nó không có hơn gì thằng Dũng đâu. Chẳng thà ở đợi nuôi con, đừng có dướng vào ba cái tuổi xì ke ma túy, rồi có ngày sẽ ở tù đó con. Dạ, con biết rồi má. Ừ.
quê con ở đâu? Cách đây hơn 100 cây. Nhà con có mấy anh chị em? Nhà con có một mình con thôi à. Ba con còn không biết mặt nữa. Người ta nói ba con bỏ mẹ con lâu lắm rồi. Mẹ con mất khi nào? Cũng hơn 10 năm rồi gì. Rồi sao mẹ con mất? Mẹ con tự tử. Người ta nói mẹ con nhảy sông tự tử. Má túy, anh kêu em đi giao hàng cho anh đó hả? Đúng vậy. Anh giỡn với em á hả? Chứ đó giờ mày nghĩ tiền đâu tao nuôi mày? Anh làm cái gì em không có quan tâm, nhưng mà đừng có lo em vô. Tiền của tao mày ăn mày xài được, bây giờ mày cũng quẹt mỏ hả? Em đã nói với anh rồi, em không có muốn đi theo vết xe đổ của thằng. Anh chỉ có một mình em, còn con của em nữa. Mày tính đi đâu? Anh làm cái gì? Tôi báo công an đó. Báo công an? Công an bắt tao còn có tha cho mày không? Buồn tha cho tôi được không? Bây giờ tao nhắc lại một lần cuối, một là mày đi giao hàng cho tao. Không, tôi muốn tiếp tay cho anh. Còn không, tao quăng con mày xuống sông. Ủa? Sao giờ này dì còn chưa vô nghỉ nữa? Dì có muốn ăn cái gì không? Để con nấu cho dì hả? 10 năm rồi. 10 năm rồi tôi mới được nghe câu nói này. Để con vô nấu cho dì. Thôi khỏi đi. Tôi không có thói quen ăn tối. Ở gần với dì cũng lâu rồi mà con vẫn chưa biết tên của dì. Tôi tên Linh. Con tên Thanh. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 19 tuổi rồi. Con thấy có nhiều người đàn ông hay vô phòng của dì. Là bạn của dì hả? Tôi làm gái đó. Những người đàn ông đến để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng mà đổi lại thì tôi có tiền để mà uống thuốc. Dì bị bệnh hả? Đúng vậy. Cậu là người đóng tiền phòng trọ cho cô Linh. Dạ. Yeah. Giữa hai người có mối quan hệ gì? Dạ, yeah, không có mối quan hệ gì hết. Lúc bác sĩ đưa cho cô ấy kết quả xét nghiệm, cô ấy không chịu nhập viện. Là một điều dưỡng, em có đến khuyên thì mới biết được hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Cậu nhờ bác sĩ kê đơn rồi lấy thuốc trong bệnh viện đưa cho cô ta điều trị. Dạ. Yeah. Cậu biết làm như vậy là sai với quy định không? Tại sao cậu không khuyên cô ta nhập viện để điều trị? Dạ, tại vì
cô ta không có giấy tờ tùy thân. Bác sĩ có nói là tôi không sống được bao nhiêu lâu nữa nếu không nhập viện điều trị. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ là mình không chết vì cái này cũng sẽ chết vì cái khác thôi. Nhưng mà tôi vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, nên không dễ dàng gì rời bỏ thế giới này được. Vậy tâm nguyện của dì là gì? Gặp lại con gái tôi. Tôi đã bỏ đi từ lúc nó mới bập bẹ biết nói thôi. Vậy giờ con của dì sống với ai? Cha mẹ dì còn không? Hỏi gì nhiều như vậy? Đi vô ngủ đi. Thấy giống công an lắm rồi đó. Tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Mày đi làm gái có nhiêu đây tiền hả? Mày cũng giấu giếm tao hả? Anh thôi đi. Cuộc đời cũng chưa có đủ khổ hay sao? Tôi cũng không biết là biết trốn được tới khi nào. Làm ơn buông tha cho tôi được không? Mày liệu hồn đó. Tao muốn tiền của tao lần sau phải nhiều hơn. Còn không, tao kiếm con gái mày. Anh! Em đã xác minh được Linh chính là Trang Cáo, đối tượng truy nã mà chúng ta đang cần tìm. Qua những biểu hiện của Khải, chúng ta có thể khẳng định Linh đã thay tên đổi họ. Khải vừa ra tù đã đến tìm gặp Trang, nhưng chị ta luôn né tránh. Muốn xóa bỏ quá khứ thôi, nhưng tội lỗi thì hung thủ không bao giờ xóa bỏ được. Sắp đến ngày giỗ của chị ta rồi. Như vậy đã xác minh đầy đủ thông tin. Lên kế hoạch chưa bắt thôi. Dì Linh. Ê. Ủa, con đi đâu vậy? Dạ, bữa nay con về quê. Tại vì ngày mai là đám giỗ của mẹ con, cho nên con tranh thủ bữa nay về để mà mai chuẩn bị đám giỗ. Ừ. Dì nói giùm phòng của con nha. Bữa nào lên, con đem ít quà quê lên cho dì. Ừ, con về đi. Con cảm ơn dì. Con đi nghiêng gì? Đúng đối tượng rồi. Truy bắt thêm, đợi lên chỉ huy. Khoan đã, nhiều năm nay cô ấy chưa gặp lại mẹ và không biết rằng con gái của mình đã chết. Đúng vậy, chúng ta nên để dì ấy ở bên cạnh gia đình của mình một lúc.
Trong đợt dịch mà nó có mẹ kế bên thì nó đâu có chết. Con sai rồi, má sai rồi Xíu ơi. Trước mày bỏ đi, tao tưởng chỉ có đi vài ngày rồi về nên tao không bán. Nhưng tao nghe người ta nói mày để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử, nên tao nghĩ mày không bao giờ trở về nữa. Đã lâu lắm rồi không có ai rửa chân cho má hết. Dạ, con nấu lá lốt với lại muối hộp á má. Má có thấy đỡ mỏi hơn không? À, con có nấu cháo bên trong, để con lấy cháo cho má ăn nha. Đội cơ động đang mật phục. Trang đang nấu cháo cho mẹ của cô ấy. Chúng ta ráng chờ thêm một tí nữa. Đội cơ động đang chờ lệnh. Đã tới giờ bắt Trang cáo rồi. Đó. Anh Hải, để em vào trước, em sẽ khuyên chị ấy tự tra tay vào cổng. Bà Sáu. Ủa Hà, bữa nay con nghỉ phép hả? Dạ. Con là... Nói là bé Hà đó, con của ông Năm ở xóm trên đó. Lúc trước đó, nó nhỏ xíu à, mà hôm nay nó lớn vậy đó. Tên là Hà chứ không phải là Thanh hả? Nó là Hà, là công an trên tỉnh đó. Dì Trang, đội cơ động đã bao vây bên ngoài rồi, dì có chạy cũng không thoát được đâu. Là mày, là mày ở gần tao để bắt tao đúng không? Đã đến lúc dì phải chịu tội trước pháp luật. Đừng mãi trốn chạy
và làm cái nghề đó nữa. Tao hiểu rồi. Vậy là mày lúc trước dắt cán bộ Hải tới đây là chuyện này phải không? Con xin lỗi bà Sáu, đó cũng là nhiệm vụ. Tao không trách gì bay. Do con gái tao nó mang tội thì nó phải trả giá thôi. Ừ, bắt đi. Mày bắt tao đi. Tao không chết vì cái này thì tao cũng chết vì cái khác thôi. Bắt đi. Dì Trang à, dì đừng có như vậy nữa. Nếu như con không bắt dì thì đồng đội của con cũng sẽ bắt dì thôi. Hai dì cứ mãi trốn chạy thì dì hãy theo tụi con về mà thành khẩn khai báo đi. Nó nói đúng đó con. Con đừng có chạy trốn nữa. Nó còn ra tù mà có còn sống hay không. Nhưng mà con hứa, con hứa là con sẽ cải tạo tốt, con sẽ trở thành công dân tốt. Dạ má. Thai rồi ly dị với một người chồng nghiện ngập, và sau khi sinh con lại sống với Khải, cũng là dân mua bán sử dụng chất cấm. Vì cuộc sống mà Trang sa ngã theo người tình rồi cùng mua bán ma túy. Đến khi Khải bị bắt, Trang cũng thấy mình khó thoát tội. Thay vì ra đầu thú thì cô gái này chọn cách trốn truy nã của lực lượng công an. Sau hơn 10 năm trốn chạy, vào một ngày cuối năm 2016, Trang đã bị lực lượng chức năng truy bắt, chấm dứt những ngày tháng cô đơn, tủi nhục trong bóng tối. Bản án 14 năm tù giam, đủ để dài ngày cho cô gái này có thời gian suy ngẫm lại những lầm sai, bôi xóa đi vết nhơ trên thân thể. Đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho chúng ta, vì lúc bản thân yếu lòng, chính là khi bản thân mình dễ sa vào cặp bẫy nhất. Có những món nợ bất chấp thời gian, dù cho năm tháng có rơi vào quên lãng thì cũng đến ngày phải cúi đầu nhận tội. Nhưng mà em thấy lo quá. Mày là Hùng Ba Gác. Có kèo đâm cảnh cáo lấy 10 triệu, mày chơi không? Sau một thời gian điều tra và theo dõi thì ban chuyên án xác định đây chính là Hùng Ba Gác. Các bạn nghĩ coi, mấy ngày đi làm trong rừng dầm sương giải nắng, bây giờ được nghỉ phép, bà cũng phải để tôi tranh thủ tôi nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ. Thiệt ngại với con quá, mai rước dâu rồi, rạp cũng dựng xong hết trơn rồi mà phải phiền con như vậy. Con gọi cho ba hoài mà không có được. Hay là trong đơn vị của ba bị mất sóng điện thoại thôi.